Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa con xin từ giả cuộc đời về với Chúa, Chúa ơi. Trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con. Một lời từ giả tất cả để về cùng Chúa. Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi. Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ giả cuộc đời về với Chúa, Chúa. Con đây bao lỗi lầm, nguyện Chúa ân xa thứ tha. Lòng thành thế hứa, bước theo đường dìu về Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi. Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ giả cuộc đời về với Chúa, Chúa. Không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi.
con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Nhỏ thơ ngây, mẹ cha
nguyện xin ân sủng của Kitô Giêsu Chúa chúng ta, tình thương của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Phụ nữ nhớ nguồn là con phải có hiếu. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta được sinh ra trong gia đình có cha mẹ, có ông bà, đó là một phước và đặc biệt là hồng ân Chúa ban cho chúng ta được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Chúng ta cũng cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã ban cho chúng ta một món quà, đó là được tin tin vào Đức Kitô con một của Thiên Chúa. Như chính Ngài đã nói, ai tin vào ta dù có chết cũng được sống lại, bởi vì chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Và giờ đây với tấm lòng tín thác đó, chúng ta đến với Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa để chúng ta đã có một người mẹ, người bà vĩ đại. Nhất là trong những phút linh thiêng này, chúng ta xin Chúa thánh hóa những tâm khắc ta mà con cháu trách sẽ đang trên đỉnh để nói lên lòng báo hiếu. Cuối khi chúng ta nhớ đến của bà ba năm, chúng ta nhớ cầu nguyện cho bà và cố gắng hứa với người mẹ thân yêu, đó là chúng ta sống trung thành với Thiên Chúa, là bọn con cái trong gia đình, anh em làm kết yêu thương nhau để tình thương yêu của cha mẹ luôn bền vững trong trái tim của mỗi người chúng ta. Ơn phụ trợ chúng con ở nơi danh Chúa chẳng buồn là đấng cao thành trời đất, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy cha, chúng con cảm tạ cha đã dạy cho chúng con dùng những yêu hiền hương hình để tượng trưng cho thực tại vô hình. Những chiếc khăn ta này nói lên lòng yêu thêm, nhưng thương tiếc và yêu thao của gia đình đối với người thân yêu vừa nằm xuống, đó là linh hồn của bà Anna. Xin cha ban phép lành cho những dấu chỉ tang chết này và chúc lành cho những người chiều ta. Xin cha giúp chúng con gần gũi nhau trong tình gia đình để cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm được hưởng hạnh phúc vinh cửu trong nước cha. Xin cho những người thân của linh hồn Anna khi mang đến chức thân ta này được kiên trì trong đời cầu nguyện cho người qua cô và biết yêu thương đủ lòng lẫn nhau trong tình gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đưa đến để trình diện với Thiên Chúa, đó là dâng thân và thánh hiến cho Chúa những
Từ ngày đó bà đã được thánh hiến qua cái tích lửa đồ và được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, làm ánh sáng cho thế gian, làm bối nên cho đời. Cả cuộc đời bà đã phục vụ, lắng nghe thực hành lời Chúa, yêu thương giáo hội và nhất là luôn luôn cầu nguyện trung thành của Chúa giờ đây khi Chúa thánh hóa thân xác của bà và nàng. Lạy Chúa, xin đừng xét đủ tôi tới chỗ đây, vì nếu Chúa không tha thứ mọi tội cho tôi tới Chúa là Anna, thì không ai là công chính trước mặt Chúa. Vậy chúng con này xin Chúa đừng thế đa kẻ hạnh tâm tinh tưởng và cầu nguyện với Chúa. Nhưng nhờ ơn Chúa phụ giúp, tôi tới Chúa thoát khỏi án công thẳng, vì khi còn sống đã ban dấu ân Chúa ban phước, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Right.
Thank you.
Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Chồng là bậc cha, là bậc ông, hay là bậc trọng trách trong gia đình, anh em trong gia
tình yêu của Thiên Chúa thật sự hiện diện. Như Thánh Giáo An đã định nghĩa là gì? Chúa là tình yêu. Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa. Thật vậy, Ngài luôn ở với chúng ta, và nhất là những lời kinh thánh mà hôm nay trong ngày lễ gọi là phép xác các ta cho bạn, chúng ta thấy linh hồn của những người công chính ở trong tay Chúa. Rồi Thánh Giáo An, Thánh Giáo Đông dẫn chúng ta rằng căn nhà trần trang chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có một căn nhà vĩnh viễn trên trời. Nên từ đó Thánh Giáo Đông mời gọi anh chị em chúng ta sống là cho Chúa mà chết là cho Chúa. Bà ra đi trước, hôm nay bà gặp Thiên Chúa là đấng bà đã yêu và đã tin, rồi được gặp lại người chồng thân yêu, gặp lại cha, gặp lại mẹ, gặp lại ông bà tổ tiên và các thánh nữa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn được gặp bà thì chúng ta phải tiếp tục đồng hành, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, phục vụ yêu thương trong gia đình. Tình yêu đó và nhất là hình ảnh của cha của mẹ không sao điều phai nhòa, bởi vì hình ảnh của cha mẹ vẫn còn tiếp nối trong chính đời sống của mỗi người chúng ta đây đang hiện diện nơi đây. Nên từ đó hôm nay chúng ta thấy thánh tang đây có ý nghĩa gì? Thánh tang đây có ý nghĩa là chúng ta báo hiếu công ơn cha mẹ. Chúng ta thường thường dạy đó là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Rồi tình thương của mẹ chúng ta thấy không có một bài thơ hay bài văn nào có thể so sánh được về mẹ. Đó là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn. Có lẽ chính cái đời sống của bà đó mà ngày nay chúng ta, anh chị em chúng ta đang còn bên nhau, đang còn đùm bọc lẫn nhau. Chính gương mẫu của cha mẹ để lại. Theo thức chi hôm nay chúng ta làm những thức phép tang cầu nguyện cho bà. Chúng ta tiếp tục hứa với người mẹ, hứa với người bà thân yêu, con sẽ làm người con tốt lành, con sẽ trung thành với Chúa, con sẽ làm lòng của chồng, của cha, của vợ, của người bà, người mẹ, để con tiếp tục nối tiếp từ gương của mẹ để tiếp tục truyền lại cho con cháu trung thành yêu mến Chúa. Và một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ ở đâu trên thiên đàng. Căn nhà cuối cùng của chúng ta là gì, anh chị em? Căn nhà của chúng ta không phải là ở Hoa Kỳ hay ở một vùng đất nào, căn nhà của chúng ta là trên thiên đàng của Thiên Chúa. Nên chúng ta đến với nơi chúng ta trong những lúc gặp mùi linh thiêng này, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cũng phó dâng người mẹ thân yêu của chúng ta trong lòng từ ái của Thiên Chúa. Chúa luôn yêu thương những kẻ kính sợ Ngài, Chúa luôn yêu đến những người tôn kính Ngài, và Chúa luôn đón chào tất cả những con gái, những ai trung thành xin được hưởng phúc đời đời đến Chúa. All the children, grandchildren gathered here today, I know at this moment we have a mixed feeling, right? Some of you feel sad, some of you question, why my grandmother, why, you know, my grandmother, great-grandmother have to die? You know that I share with you the story so that you can hear more, and now if you want to know more about many stories, many people already dead, you know, they passed out for even hours, but after they died, they returned. They went up to heaven, and God sent them back and returned to on earth. In one story I want to share with young people here, I think about 2000, there was a young man, a young boy. I was reading that story happened when he was around 5 to 6 years old. And one day he woke up and he felt an ache. And he told the father and mother, today I cannot make it school, I cannot go because I have a headache. The mother and father said, no, take a shower, eat something, breakfast, and then you will get better, and everything will be fine. But on the way, the father took him to the school. He said, father, I could not handle anymore. The father rushed him to the hospital and find out a little boy had a tumor, a big tumor on the back, and a cancer. So that, you know, he cannot certainly right away, could be the tumor might bust. No, so the doctor just opened his hand and on the surgery. During the surgery, something happened. The boy was dead. Actually, he's dead. Already 6 hours, he's dead. The family gathered, crying and mourned for him and preparing to have his funeral. Suddenly, after more than 6 hours, the boy woke up again. And the father and mother were such, you know, overjoyed and asking, where were you? And he said, I went up to heaven. And because they didn't believe him, so they brought out all the pictures and books on the family, those people already dead. He pointed, this one, that one, you know, that person, this person, many family members already up there with Jesus. He said he saw Jesus. Jesus was radiant, surrounding with all the people, have wings, so we call angels, right?
So many people that write, they sing, they enjoy films about Jesus. So that they don't happen at the Hollywood, they make the movie. You know, I think heaven is for real, not true. So that doesn't mean that here with our faith, with our belief. If you love your grandmother, great grandmother, right? Try to be a good Catholic. Try to be a good son, a good daughter. Try to be faithful to God. If you love her, every time you think of her, pray for her. And ask her and promise to her, I will try the best to be a good daughter, great granddaughter, or even grandchildren. So that, you know, someday we can unite with God in heaven and we'll see her event. Hopefully, all of us are here today with our humble heart. Let us pray special today for Anna. May the Lord rest mercy on her and take her to be happy forever with God and His angels forever. Thật vậy, một lần nữa xin thành kính thân ưu đến gia đình đặc quý, đặc biệt đến thầy Văn đây của tất cả anh chị em chúng ta. Giờ đây chúng ta đứng lên để xin Chúa chúc lành cho những lời nguyện cầu chúng ta thay mặt cho người mẹ và chúng ta là linh hồn Anna. Anh chị em rất thân mến, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta nên cầu xin cho linh hồn của người thân yêu của chúng ta đây là Anna từ hưởng sự sống như lời Đức Kitô đã hứa. Xin Chúa thương giải thoát linh hồn tôi từ Chúa là linh hồn mẹ đang vừa qua đời. Gọi quyền lực tối tăm về chúng yêu thương. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bao nhiêu lần người mẹ thân yêu chúng ta đây trên trảm chuối vân côi yêu mến mẹ, từ đây xin phó dâng Anna thân yêu cho Đức Maria. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người được, và Giêsu con lòng bà vô phúc là
và cho những công việc tốt lành của họ đã làm có giá trị trước mặt Chúa. Lạy Chúa, xin ban sự bình yên muôn đời cho linh hồn Anna và cho linh sang mặt thu chiếu soi trên linh hồn Anna. Xin cho linh hồn Anna và linh hồn của các tín đồ đang qua đời nhờ lòng thương xót của Chúa được ý kiến muôn đời. Xin bình an của Thiên Chúa ở trên hội chi hiếu, tìm giữ lòng tri anh chị em trong tình yêu và sự nhận biết Chúa Cha và Chúa Con và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Và đây nghi thức là chúng ta thắp sáng cho cô bà Anna để lên trên chức trích. Thì cho mình biết là chúng ta sẽ có giờ đầu tiên phải có phải không? Thì trước khi đầu tiên nhất thì cha sĩ
Thank you.
Kinh Thánh Gia, lúc đó có tiếng từ trời mà ta còn vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu? Lời Chúa. Mời ngồi. Suy niệm. Có lẽ trong ngôn ngữ của mọi dân tộc, tiếng chết là tiếng người ta ngại nghe nhất. Nhưng nghe tiếng chết cũng là tiếng gợi đến sự linh thiêng nhất. Còn theo ngôn ngữ thánh bình thì như bông hoa sớm nở chiều tàn, vì thế luôn mang tâm trạng luyến nhớ tiếc thương. Đó chính là tiếng nói xác thực theo quy luật đời người. Nhưng có một đấng đã chết và chiến thắng sự chết, mở ra cho nhân loại sự sống bất diệt đời đời. Đấng ấy không ai khác chính là Đức Giêsu Kitô phục sinh, là Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng và chọn làm Chúa để đi theo. Nơi Đức Giêsu Kitô chết không là chấm hết mà chỉ là đổi thay, không còn là đứt gánh giữa đường mà là nhịp cầu bắt qua sự sống vĩnh cửu đời sau. Chúa Kitô đã dùng hình ảnh hạt lúa để minh họa bước chuyển tiếp từ sự chết sang sự sống mới, và Chúa còn bảo đảm với những kẻ theo Ngài rằng những kẻ Cha ban cho ta, ta sẽ không để mất một ai. Đây chính là uy tín và trách nhiệm của đấng từ trời xuống thế đồng hành với chúng ta trong kiếp vật làm người theo ý Chúa Cha, và giữ gìn không để mất một ai, cho dẫu Ngài phải chấp nhận bị chôn vùi mục nát như thân phận hạt lúa lúc theo chồng để rồi mục nát và nảy mầm những hạt lúa mới. Hôm nay linh hồn Anna cũng được hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu để bước vào nước hằng sống trên quê hương vĩnh phúc, dẫu rằng vẫn còn đó những mảnh khăn tan, những giọt nước mắt tiếc thương, những nén hương lòng, những vòng hoa phân lưu, nhưng đã ánh lên trong lòng niềm tin và hy vọng rằng dẫu biết ngàn thu không gặp mặt, vẫn tin muôn thuở ở thiên đàng. Amen. Xin mọi người đứng.
và liên kết người thân yêu bằng chuỗi lòng Chúa thương xót, nhờ máu và nước tuôn ra từ nguồn mạch thương xót sẽ rửa sạch mọi thiếu sót, lỗi lầm còn vướng mắc. Linh hồn an nan sẽ được đón nhận Chúa cụ trong trái tim thương xót của Chúa, là nơi hạnh phúc bất diệt muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chúng ai ta cuối cùng, nhưng cuộc sống là con chào đến cha tên hồn và cả một đại dương lòng Chúa thương xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi muôn mặt sự sống và lòng thương xót con giọt, xin hãy bao trùm mẹ ơi, mẹ ơi.
Nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa, Chúa là bờ vui là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về. Lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha. Đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi. Giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu. Vui buồn ngày mai chia sớt cùng hai tiếng mẹ ơi cho con thành người. Nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ mẹ ơi. Con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi giết bao ngập ngùi. Nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa, Chúa là bờ vui là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về. Lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha. Đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Hai tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời. Con gọi mẹ ơi từ thuở nằm mơ. Mẹ, mẹ ơi. Hai tiếng mẹ ơi, nay con gọi mẹ. Mẹ đã đi rồi, cuối trời xa xôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu. Vui buồn ngày mai chia sớt cùng ai. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi. Hai tiếng mẹ ơi cho con thành người. Nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ mẹ ơi. Con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi xiết bao ngập ngùi. Nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa, là bờ vui là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về. Lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha. Đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu.
nhân từ. Xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lần tuốt vô bờ. Dù con đến chính trong dù sạch mọi gian áo, cứu con qua ánh tội khiên, con thành thấm thứ lỗi lầm. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhan con phạm tội nhớ nhớ, con nhớ nhớ Chúa luôn công chính từ nhân, khi người tuyên án nhân loại.
sẽ có một ngày từ giã mạn bè trở về với Chúa, sẽ có một hôm cất bước một mình đi vào thiên tu. Hãy sống tình yêu Chúa sẽ trả công, ai sống luật Ngài Chúa sẽ cùng con hát khúc tình ca thiên đường ngàn năm. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời rồi qua đi. Người ơi, người hãy nhớ cho lòng người đầy oan khiên. Sẽ có một ngày từ giã vợ chồng đàn con yêu dấu, sẽ có một hôm riêng con cô đơn đi về thiên thu. Phú quý lời danh chiến thắng rào sang rồi cũng hào huyền. Chúa hay dù thương, Chúa hay ủi an, con hoài chờ mong. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời rồi qua đi. Người ơi, sẽ có một ngày từ giã họ hàng người thân yêu quý, sẽ có một hôm cô đơn bơ vơ đi về xa xôi. Tích lũy làm chi, tích góp phù vân rồi cũng ra đi. Con hứa từ đây nhất quyết dựng xây thiên đường tình yêu. Chào mừng cho đám hội thánh người.
xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước là hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là trẻ có tội khi này và trong đời. Để con đem
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí ơn an người.
con truyền tin cho Đấng Thánh Đức Bà Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Cho tay ngồi thứ hai xuống thế làm người. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Lạy song thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền. Chị em cộng đồng phụng vụ thân mến,
thân quyến, con của chư cha Phạm Diệm Nicholas Toàn đón chào quý cha, những người thân cùng quý cha tan quyến đến đây nhân thánh lễ tiễn đưa cụ bà Anna Phạm Thị Huệ. Cụ bà là một người con trung thành của giáo xứ, và trong thánh lễ hôm nay giáo xứ cầu nguyện cho linh hồn Anna được Thiên Chúa đối thương, ban ơn bình an cũng như ơn nước trời. Cùng hiện với chúng ta, tôi xin giới thiệu trước hết là thầy Phó Tế Trí của giáo xứ chúng ta, thầy Phó Tế Vân từ Tampa, Florida, cộng đoàn Ca Thánh Từ Bi Đạo Việt Nam, là người cháu của cụ bà. Kế bên đầu hàng là cha Hòa, cha phó của cộng đoàn Thustin, Đức Ông Tuấn là cha sở của Thánh San Antonio de Padua, Anna Amiu, cha Hân, cha Hân, bề trên của dòng Sito, và cha cựu bảo nhiệm của chúng ta đó là cha Nguyễn Trung Tuấn, hay cũng là cha Trường Ấn, thư ký cũng như là giám đốc văn phòng nhân sự của tổ giám mục cha Michael Cộng, thì như phần cầu nguyện với tăng quyến và cầu nguyện cho chúng ta. Và giờ đây tất cả chúng ta xin Chúa là cha nhân từ nhân ngày kính hai thánh giám mục Timotheo và Tito, cầu bảo cho chúng ta thật xứng đáng thực hành mầu nhiệm thánh lễ này. Tôi hứa nhận cùng Thiên Chúa làm thánh và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà con. Thật vậy, Thiên Chúa không ban cho chúng ta thần trí nhát sợ,
mà là thần trí dũng mạnh, mến yêu và độ lượng. Vậy con chớ hổ thẹn lập chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì Cha là tù nhân của người, nhưng hãy cộng tác với tin mừng dựa theo quyền lực của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thank you.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm màu, đâm mầm và mọc lên như thế. Nào người đó cũng không hay biết nữa, đất từ nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, mà đâm những cành to đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được, và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn. Nhưng khi ở riêng với các môn đệ, người giải thích tất cả cho các ông. Đó là lời Chúa. Quý cô, quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với Đức Ông, quý cha, quý thầy sáu, chúng ta hôm nay đến đây cùng với đại gia đình tăng quý và đặc biệt cộng đoàn Thánh Polycarp để tiễn đưa người chị em của chúng ta là cụ bà Anna Phạm Thị Huệ. Chúa ban cho bà 98 năm của dương thế. Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Timôthêo và Tito. Đặc điểm của hai vị thánh này đó là các ngài đã đón nhận lời hằng sống của Thiên Chúa, và các ngài đã đón nhận và để cái lời của Chúa được tác động nơi các ngài để sinh hoa trái trong đời sống của các ngài. Và cái lời của Chúa các ngài đã ấp ủ, sống và trở nên linh mục, rồi cả hai đều là giám mục, và lời của Chúa luôn luôn được các ngài sống để loan báo tin mừng của Chúa. Và hôm nay cũng trùng hợp chúng ta mừng kính hai thánh Timôthêo và Tito. Bà Anna đây, ước nguyện của bà trước khi qua đời là bà cũng ước mơ được về quê hương, được chôn cất nơi mà bà sinh ra cùng với người chồng của bà. Và hôm nay cộng đoàn chúng ta đến đây để tiễn đưa bà lần cuối cùng. Bà được hiện diện trong thánh đường mà khi bà cùng với con cháu của bà đã sống ở cái giáo xứ của chúng ta 98 dương thế ở cái thế giới này. Chúa ban cho bà 98 năm như vậy. Có vài điều mà con cũng hơi bỡ ngỡ. Trước tiên hôm nay con hỏi cháu của bà điều gì nhớ đến bà. Tại con mỗi lần đến nhà bà thì gặp bà. Khi mà đến nhà bà gặp bà thì trước tiên là không có biết được cái tuổi của bà, ta không có hỏi. Con không nghĩ là bà 98 tuổi và bà rất khỏe. Nhưng mà con cháu của bà hôm nay nói là rất thích bà, nhớ đến bà, và tại vì bà hay nói những cái jokes. Con nói wow, cái điều đó con chưa hề gặp để biết khi đến cái gia đình với một tuổi lớn như vậy, nhưng bà chốt vui với con cháu. Bà mang cho con cháu cái nụ cười, cái niềm vui. Đấy, bà lớn tuổi như vậy nhưng sống đức tin rất tốt. Bà yêu thương con cháu rất nhiều. Và không chỉ yêu thương con cháu và gia đình thôi, nhưng bà cũng có tâm hồn để nhớ những người ở quê nhà kém may mắn. Cho nên bà cũng đi lượm những cái ông con. Chắc chắn con cháu của bà dư thừa của cải vật chất thì không cần bà phải đi lượm những cái ống lon đấy. Cái đó, cái điều đó còn biết như vậy. Nhưng bà không phải lượm là vì bà muốn, nhưng mà đây là cái hy sinh của bà mà làm được. Có một người thân trong gia đình kể cho con là cái kỷ niệm của bà khi mà đi lượm ống lon với bà nói là ăn này ăn nhớ nhé, ăn nhớ cột cái
cái bao ni lông cho nó chặt, lỡ mà đi gió nó bay đấy. Mà anh ta không nghĩ là gió nó sẽ bay, nhưng mà không đúng y như bà lời bà nói, đi đường xe thì đúng như vậy, gió nó thổi bay. Thế là hai bà cháu xuống dưới lượn từng ống lon lên lại. Bà lượn những cái ống lon đấy để giúp cho những người nghèo ở quê hương. Hôm nay nhớ đến bà, chúng ta tạ ơn Chúa bà đã để lại cái tin cho con cháu. Khi đến nhà anh Ngọc và chị Trang, thầy xin lỗi chị Trang, tại vì như vậy tôi tưởng nghĩ rằng nếu mà anh Ngọc mà không lấy chị Trang thì có lẽ chắc anh đi làm lưới người chắc anh khắc lắm thưa anh chị em ạ. Là bởi vì từ lúc tôi đến cái giáo xứ này, đến nhà anh Ngọc và chị Trang ăn tối mỗi lần, đặc biệt là khi ăn câu cá về, là ăn đây, tại sao có các đức ông, các quý cha đây đa số đều đến nhà ăn là được ăn cá, được còn cá ăn về đấy. Và anh Ngọc đi 100 lần thì là mang cá về 100 lần. Nói tóm lại là không có lần nào anh đi câu mà không có cá. Mà nếu mà câu cá không, nó còn câu cá cả nào mà tôm hùm làm những thứ khác, anh về đều chia hết. Để xin lỗi chị Trang, tại vì Chúa Giêsu cặn vấn đề của Chúa nói đi câu đi làm lưới người. Mà lỡ mà anh Ngọc mà, tôi thì nghĩ như vậy, nếu anh không lấy vợ thì có lẽ chắc không biết anh có sát cá như sát người hay không. Nhưng mà hôm nay thấy chị Trang cười thì tôi cũng an tâm. Tôi cũng an tâm anh đấy, anh với chị như bà vậy, đã học hỏi người bà, thương con thương cháu. Tôi rất vui, như quý cha đây rất vui khi một lần đến gia đình anh chị. Anh chị rất niềm nở, anh chị rất vui đón quý cha đến và đón rất tận tình. Tất cả những món ăn anh chị đã soạn ra rất tận tình. Đấy là những gì anh chị đã được nuôi bà đã để lại cho anh chị, cho con cháu có đức tin, có đời sống yêu thương, biết chia sẻ cho nhau. So we gather here this evening to remember your great grandmother, your grandmother. She was very blessed that the Lord gave her 98 years in this life. 98 years is a long time. And yet, you have good memories because she gave you some jokes. And I hope that today as you come here to say farewell to her here at St. Polycarp, before her body will be transported to Vietnam, where she will be buried in the homeland that she was born. That's her wish in her life, especially in her old age. She still remembers these people who are less fortunate. And she picked up all the cans so she can give something to them. Her time, her love. So today, as we say goodbye to her, remember the small things that she did, but also remember the big thing that she left behind. That is her faith. Believe in the Lord Jesus Christ. Following Him, He is the only one that will lead us to the heavenly kingdom. He is the only one that we go to that have the shortest distance to the kingdom of heaven. And your grandmother, have received that faith, believing in the Lord and following Him. So today be sure that living her 98 years on this planet earth, she has lived her faith well, she has shared her love and joy with you. And the rest now is up to us to remember. We don't know when God called us, but we know one thing, that the time we have can be limited. So try your best always to build the best memories with each other, with your parents, with your brothers and sisters, with your siblings and with your extended families and the community of faith. So continue to remember her in your prayers, and for sure she will remember each and every one of you and pray for you from the kingdom of God, that one day you too will see her in God's kingdom, where God promised to all those who believe in Him and follow Him and let their faith grow, like St. Timothy and St. Titus that we celebrate today, that they receive the word of God and they live it to the fullness, that they must receive very small, but grow up and be strong plant,
because they walk in the street of God. Trong những ngày năm cuối đời của bà, chắc chắn là khi về già, bà cũng đôi khi lẫn trí hay là vì tuổi già cũng có những lúc ngày vui, ngày buồn. Vậy hôm nay con cháu đến đây để tiễn đưa bà trước khi bà đi về quê hương. Nếu trong tuổi già bà còn những nói lời gì hay bà làm cái gì làm cho con cháu được vui, thì hôm nay, tối nay, con cháu hãy tha thứ hết tất cả cho bà. Đừng để mất bất cứ cái gì để cho bà tha đi trong bình an, trong tình yêu thương của Thiên Chúa, và chắc chắn bà sẽ cầu nguyện cho con cháu của gia đình cũng được nhận đức tin như hạt cải mà Chúa nói trong Di Ngôn hôm nay. Một đức tin nhỏ bé nhưng nếu bám vào Chúa, có sức mạnh của Chúa, sẽ lớn lên thành một cây rất lớn, chim trời có thể động lực và sinh hoa trái trong nước trời. Vậy anh chị em hãy cầu nguyện cho bà và tiếp tục cầu nguyện cho nhau những ngày tháng sắp đến, để luôn hy vọng rằng đến lần chúng ta ra đi, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại trên thiên quốc. Bà Anna Phạm Thị Huệ thân mến, 98 năm dù thế, cảm ơn bà khi đến với giáo xứ và cộng đoàn Saint Polycarp. Bà đã để lại đức tin, gương lành, gương sáng cho con cháu và cộng đoàn. Hôm nay cùng đoàn tiễn biệt bà, xin bà cầu nguyện cho mỗi người chúng tôi luôn sống lời của Chúa, bám chặt vào lời của Chúa, để rồi một ngày kia sống trong đức tin sẽ gặp lại bà trên thiên quốc. Chúng con tiễn biệt bà tối hôm nay, xin bà cầu nguyện cho tất cả chúng con trên thiên quốc và hẹn gặp nhau trên thiên quốc. Anh chị em thân mến, bằng nhiều ngôn hạt giống và hạt cải được gieo, Chúa Giêsu cho thấy sức mạnh, nội tại và sự phát triển lớn mạnh của nước trời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên. Xin cho tất cả những ai đang xả thân quên mình vì người khác, nhất là các linh mục và tu sĩ, tìm được hạnh phúc và bình an trong Chúa trên con đường dấn thân phục vụ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh thể nhiều chỗ trước cho chúng ta trên thiên đàng. Xin cho mọi người Kitô hữu luôn đặt thánh thể lên hàng đầu, biết tái khám phá vị cầu thánh thể và siêng năng trước mình Thánh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thầy ở đâu, chúng con cũng được ở đó. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của linh hồn Anna và Thị Huệ, để bà sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa sẽ lau khô giọt lệ trên khuôn mặt mọi người. Xin cho những ai đang chịu đau khổ và thử thách ở trần gian, cách riêng thân nhân gia đình bạn hữu của linh hồn an lành, được an ủi trong sự buồn sầu của Đức Kitô, là người đã thường thương khóc cái chết của Lazaro. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong thinh lặng, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng. Cùng xin Chúa đón nhận những ý chỉ trong thánh lễ hôm nay và cầu cho các linh hồn Anna, Yusea, Zerorio, đặc biệt cầu cho linh hồn của bà Anna Phạm Thị Huệ đã qua đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, cho đến trần gian như hạt giống bị vùi dập, chết đi trong lòng đất nhưng không bị hủy diệt mà đã sống lại vinh sáng. Xin cho chúng con được gieo vào lòng đời những hạt giống yêu thương,
phục vụ bằng chính con người và cuộc sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
cùng một lễ lễ sau bữa ăn tối người cầm lấy chén cùng ta rồi trao cho các môn đệ mà tất cả các môn đệ nhớ lấy mà vì này là cháu thầy bao giờ mới và mới chưa sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con nên làm việc này mà Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng
Lạy Chúa, chúng con đã được ban trường xin bầu dưỡng. Xin cho người tin hữu chúng con là Anna nhờ bí tích này được tái sanh vết nhơ tội lỗi và đạt tới quê trời để hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin tất cả mọi người chúng ta an toàn. Giờ đây xin mời ân phước đại diện cho ban thường vụ có đôi lời. Kính thưa Đức ông Tuấn, kính thưa cha trần sứ, cha quản nhiệm, quý cha đồng thể, quý thầy sáu, quý tướng sĩ nam nữ và cộng đoàn dân chúa, kính thưa đại gia đình tăng quý, thay mặt ban thường vụ hội đồng phục vụ cộng đoàn Đức Maria Mẹ Thiên Chúa giáo xứ Thánh Bolinga, chúng con xin được hiệp ý cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn của bà Anna Phạm Thị Huệ, thành viên của cộng đoàn. Chúng con cũng xin được chia sẻ niềm thương nhớ về sự ra đi của cụ bà Anna Phạm Thị Huệ đối với đại gia đình tang quỹ và anh chị Ngọc Trang, ân nhân cộng đoàn và cũng là cựu cao viên ca đoàn dục lạc những chủ nhật. Sự ra đi của người thân luôn là sự mất mát để lại niềm thương tiếc vô vàn cho mọi người chúng ta. Nhưng bởi niềm tin Chúa Kitô chịu chết và sống lại, chúng ta biết chết là sự thay đổi chứ không mất đi. Cụ bà Anna Phạm Thị Huệ vừa hoàn tất cuộc hành trình đức tin trên nhân thể và nay tạm biệt người thân từ giả trần gian trở về hưởng vinh phúc ở quê cha trên trời. Trong cậy vào lòng những từ Chúa, một ngày chúng ta sẽ được hồi ngộ với người thân ở trên thiên quốc. Chúng con sẽ tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anna thân yêu của gia đình. Tối mai vào lúc 7 giờ tại thánh đường giáo xứ San Bolinga, cộng đoàn chúng con xin một thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Anna. Kính mời đại gia đình tăng quý cùng đến tham dự thánh lễ và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anna. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Anna về hưởng nhan thành Chúa trên thiên quốc. Một lần nữa chúng con xin thành kính phân ơn. Sau đây xin mời thầy Phật Thế vâng đại diện cho thằng quý và lời đến quý cha và tất cả cộng đoàn trong Chúa. Trong kính Đức ông, trong kính cha chính xứ Kitô Hội Việt, cha quản nhiệm Nicholas Nguyễn Toàn và quý cha đồng thế, quý sơ, ban thường vụ, quý vị hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn thể, ca đoàn Thánh Tâm, ca đoàn Dũng Lạc, quý vị ân nhân và thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa. Con thay mặt tăng quyến chúng con xin cảm tạ tri ân đến quý cha đã dành thời giờ quý báu đến dâng thánh lễ tiến chân hôm nay. Và toàn thể quý vị đã tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho người thân chúng con là linh hồn của bà Anna Phạm Thị Huệ. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha đã đến sức giàu và quý vị đã thăm viếng an ủi người thân chúng con trong thời gian đau bệnh, hiệp thông cầu nguyện trong những ngày qua và đặc biệt trong thánh lễ tiễn chân hôm nay. Chúng con xin cảm ơn quý ban thường vụ, hội đồng mục vụ, ban tang chế, ban giúp lễ, hai ca đoàn và quý vị trong cộng đoàn giáo xứ đã giúp tổ chức thánh lễ tiễn chân hôm nay thật trang nghiêm và sốt sáng. Linh cữu của bà Maria sẽ được đưa về Việt Nam và thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại giáo xứ Kim Phát, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Kính xin quý cha, quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Anna và người thân của chúng con về Việt Nam được bình an. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý cha và tất cả quý vị. Trong lúc tan ra bối rối có nhiều thiếu sót, xin quý cha cùng quý vị lượng tình tha thứ. Và toàn thể tang quyến chúng con xin tri ân và đồng vái tạ.
xin cho con vào chừng 30 giây thôi. Gia đình đầu tiên mà trong thời Covid từ Roma về mà con gặp gỡ đó là gia đình của bà, nhờ cái món cá của anh Trang và chị Ngọc được biết hết tất cả mọi người trong gia đình, anh Trọng và tất cả những người trong gia đình. Vậy xin trước hết xin chia buồn cùng với gia đình Đại Tăng Quyến, và đồng thời xin cảm ơn cha Phạm Nhiệm. Ngày thứ sáu đó ngài vẫn bệnh nhưng mà vẫn khi mà gặp được cuộc điện thoại đã đến và đã xích dầu ban nghi thức cuối cùng cho cụ bà Anna. Vậy xin Thiên Chúa một lần nữa, xin Thiên Chúa qua hơi lời cầu bầu của Thánh Polycarp trước hết và hai thánh giám mục hôm nay Timôthêo và Tito luôn luôn cầu bầu cho bà Anna được tận hưởng bình an nơi thiên quốc và cầu bầu cho gia đình. Và giờ đây chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành trên tất cả anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tình yêu thương xin nhớ mãi.
quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuống. Vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mai sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa xin xấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu quanh đây xin dã từ một lần cuối. Về quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi dã biệt lòng đây nát tan.